Sau Honda Civic, Toyota Corolla Altis là mẫu sedan hạng C kỳ cựu tiếp theo được đón nhận một cái thế hệ mới ở tại thị trường Việt Nam. Và bước sang thế hệ thứ 12 này, mẫu xe từng có thời gian dẫn đầu doanh số của phân khúc đã được nâng cấp những gì về thiết kế, về trang bị để có thể cạnh tranh tốt hơn với những cái tên đang được ưa chuộng trong thời gian hiện nay như là Kia K3 hay là Mazda 3. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Mặc dù cái thế hệ Altis thứ 12 này đã được ra mắt ở trên thị trường toàn cầu từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, tuy nhiên thì cái thiết kế tổng thể của chiếc Altis nó vẫn có những cái đường nét, cái chi tiết mà nó tương đồng với cả nhiều những cái dòng sản phẩm mới của Toyota hiện nay. Điển hình như là ở phần đầu xe thì chiếc Altis mới thì sẽ có cái thiết kế và tạo hình đầu xe nó mang nhiều điểm tương đồng với cả mẫu Camry. Cũng như là cái khu vực lưới tản nhiệt ở phía trước thì nó cũng được làm dạng hình thang, có cái tạo hình nan lưới cũng như là cái kích cỡ và cái kiểu thiết kế mở rộng sang hai bên. Và ở trên cái phiên bản sử dụng động cơ hybrid của chiếc Altis thì ở phần logo hay là ở cái phần giải LED định vị ở cụm nén pha thì cũng sẽ có những cái chi tiết màu xanh dương đặc trưng. Và ở trên Altis mới và ở trên những cái phiên bản cao này thì những cái trang bị nó cũng đã khiến cho chiếc xe có một cái ngoại hình nó trẻ trung hơn. Ví dụ như là cái tạo hình của bộ vành hợp kim đa chấu hai tông màu này, hay là những cái chi tiết được ốp và viền chrome ở trên cửa xe hay là ở trên cửa kính. Và có một cái điểm đáng lưu tâm nằm ở việc cái khoảng sáng gầm của chiếc Altis mới thì trên phiên bản hybrid khoảng sáng gầm này là 149mm. Tuy nhiên ở các cái phiên bản dùng động cơ xăng thì chiếc Altis mới có khoảng sáng gầm chỉ là 128mm. Một cái mức khoảng sáng gầm thấp và có thể là sẽ khiến cho chiếc xe này kém linh hoạt đi đôi chút ở trên một số những cái điều kiện vận hành cũng như là một số điều kiện mặt đường. Trong khi đó thì ở phần đuôi xe, chiếc Altis mới thì sẽ có cái kiểu thiết kế cụm đèn hậu cũng như là cái họa tiết ở cụm đèn hậu này nó giống với cả cái mẫu xe gầm cao Corolla Cross. Ở trên những cái phiên bản cao, ví dụ như là phiên bản hybrid là phiên bản cao nhất ở đây, thì cốp sẽ vẫn là cốp mở bằng nút bấm thôi và sẽ vẫn là mở thủy lực. Ở bên trong của không gian cốp thì có một cái sức chứa nó tương đối là rộng rãi. Tuy nhiên thì cái mâm và cũng như là phần lốp xe dự phòng thì nó sẽ có cái thiết kế nó khác biệt so với cả 4 cái lốp và 4 la răng chính. Mặc dù là có một cái thiết kế nó trẻ trung và nó hợp xu hướng hơn đáng kể so với cả thế hệ cũ, tuy nhiên thì với cá nhân tôi, cái không gian nội thất nó không quá mới mẻ, bởi vì là cái nội thất của chiếc xe này thì nó mang rất là nhiều điểm tương đồng với cả mẫu xe cùng nền tảng là chiếc Toyota Corolla Cross. Thì người dùng sẽ vẫn có một cái táp lô được thiết kế gọn gàng, ít những cái mảng chia màu, và cũng như là cái cụm nút chỉnh xoay điều hòa và cái phím chỉnh chức năng trung tâm thì cũng sẽ được bố trí gọn và ở ngay phía dưới của cái màn hình giải trí đặt nổ kích cỡ lớn. Cái kiểu tạo hình táp lô này thì sẽ giúp cho là cái tổng thể không gian xe nó rộng rãi hơn, cũng như là cái không gian ở hàng ghế trước nó cũng sẽ tốt hơn. Với cái việc là được chuyển sang sử dụng phanh tay điện tử ở trên cái thế hệ mới thì lúc này cái khu vực bệ tì tay trung tâm cũng như là khu vực cần số của chiếc Altis 2022 thì nó sẽ cho được một cái cảm giác là nó liền mạch hơn và cũng như là sẽ có thêm không gian cho các vị trí để đồ. Bên cạnh đó thì với cái việc là sử dụng nhiều những cái chất liệu da cũng như là cái bề mặt mà được hoàn thiện giả da ở khắp cái khoang nội thất thì cũng giúp cho là chiếc Altis 2022 nó cho một cái cảm giác lịch sự và cũng như là cao cấp hơn khi bước vào bên trong. Tuy nhiên thì ở hàng ghế trước của chiếc Altis 2022 thì vẫn có một số điểm mà cá nhân tôi thấy chưa ưng ý. Thứ nhất là ở việc là cái bệ tì tay trung tâm cũng như là cái khoảng không để chứa đồ của bệ tì tay trung tâm thì với tôi thấy nó khá là nhỏ. Và ở ghế phụ thì người dùng vẫn sẽ chỉ có ghế chỉnh cơ thay vì là ghế chỉnh điện. Với một người có chiều cao 1m7 như tôi thì cái không gian, cái khoảng để chân ở hàng ghế sau của chiếc Altis mới khá là thoải mái và cũng như là còn dư rất là nhiều. Tuy nhiên thì phía không gian trên đầu thì tương đối hạn chế. Cái độ ngả lưng hàng ghế sau của chiếc Altis này thì đối với tôi thì nó, cái lưng ghế vẫn đang hơi dựng và tôi sẽ thích là một cái hàng ghế sau nó có độ ngả về phía sau tốt hơn một chút. Ngoài cửa gió điều hòa hàng ghế sau thì ở khu vực này cũng sẽ không có thêm cổng sạc. Và cũng như là cái không gian để đồ cũng như cái cách tạo hình cái khe để đồ ở tách đi cửa hàng ghế sau này của Altis mới thì đối với tôi là nó tương đối là nhỏ và cũng như là có những cái bất tiện nhất định ở trong một số những cái tình huống thao tác. So với cả mặt bằng chung phân khúc thì bây giờ chiếc Altis mới nó cũng đã không thua kém các đối thủ về những cái trang bị tiện nghi ở trên xe. Tiêu biểu như có thể kể đến như những cái tính năng cũng đã xuất hiện ở nhiều những cái mẫu xe cùng phân khúc, ví dụ như là màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ kết nối CarPlay, Android Auto, rồi những tính năng như là ghế lái chỉnh điện 10 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, hoặc là với trên cái phiên bản hybrid thì người dùng sẽ có thêm tính năng là hiển thị ở trên kính lái HUD.
Các phiên bản Altis 1.8G và V sẽ vẫn được trang bị cái động cơ xăng tương tự như là thế hệ cũ, đó là động cơ 1.8 lít cho cái mức công suất là 138 mã lực và mức mô-men xoắn là 172 Nm. Trong khi đó thì cái lựa chọn động cơ mới thì nó sẽ xuất hiện ở trên phiên bản 1.8HV. Phiên bản Altis 1.8HV thì sẽ được sử dụng động cơ hybrid, gồm có một động cơ xăng, một motor điện và cũng như là sẽ vẫn sử dụng hộp số là CVT. Và cái ưu điểm của phiên bản Altis sử dụng động cơ hybrid thì nó đến từ cái việc là có một cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Theo công bố của Toyota thì mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của chiếc Altis hybrid này thì nó sẽ rơi vào tầm là 4,5 lít trên 100 km, tức là một cái thông số nó chỉ tương đương với cả những cái mẫu sedan hạng B mà thôi. Những cái sự điều chỉnh, những sự nâng cấp về thiết kế, về động cơ cũng như là về trang bị thì sẽ giúp cho Toyota Corolla Altis trở nên đáng cân nhắc và cũng như là có tính cạnh tranh hơn ở trong phân khúc. Tuy nhiên khi mà xét đến cái mức giá là từ 719 đến 860 triệu đồng của mẫu xe này thì nó chỉ thấp hơn Honda Civic và vẫn cao hơn khá nhiều so với cả các cái mẫu sedan hạng C được lắp ráp tại Việt Nam như là Mazda 3, như là Kia K3 hay là Hyundai Elantra.